Hello mọi người, hôm nay nhà tôi đưa hai bạn nhỏ đi chích ngừa nè. Nhà tuy có hai bé thôi nhưng mà đùm đầy nhiều đồ lắm, thành ra nếu mà cả nhà đi cùng một chiếc xe máy thì sẽ hơi bất tiện. Thế nên mình quyết định đặt Grabcar để đưa cả nhà cùng đi nè. Sẵn đây khoe các bạn luôn, bên Grab đang có chương trình bạn mới 1k, tức là các bạn sẽ được ưu đãi đồng giá 1k cho các chuyến Grab 3 dưới hoặc là bằng 20.000 và cho các chuyến Grabcar dưới hoặc là bằng 25.000. Thế nên các bạn nào vừa mới bắt đầu dùng Grab thì nhớ tận hưởng ưu đãi này nhé. Do tình hình dịch vẫn còn căng thẳng nên nhà mình vẫn chưa muốn cho hai bé đi xuống Sài Gòn để chích, nhưng may mắn thay Dĩ An chúng mình cũng có một trung tâm tiêm chủng của VNVC nên tụi mình quyết định đưa tụi nhỏ đến đây cho tiện. Dịch này vẫn còn diễn biến phức tạp lắm nên mọi người hãy nhớ luôn luôn thực hiện khai báo y tế để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho bản thân và xã hội nhé. Sau khi đăng ký thông tin thì mình ngồi chơi với hai bạn nhỏ để chờ đến lượt. Ivy thì đến đây đã nhiều lần lắm rồi, còn đối với Cherry thì đây là lần đầu tiên. Không biết các bé nhà bạn có bé nào gặp trường hợp giống như Cherry không, nhưng mà bé Cherry nhà mình cứ đến phòng khám hay là bệnh viện là đều rất là sợ và khóc quá trời luôn. Đây là hình ảnh hai siêu quạ nhà mình đang chờ chuẩn bị được lên thớt nè. Hai chị em lúc vào thì không sao, nhưng mà lúc mà ra là khóc bù loa luôn, thấy thương quá nên nhà mình quyết định cho hai bé qua khu vui chơi trẻ em một chút. Gì chứ được cho đi chơi là hai chị em lấy lại tinh thần được liền à. Cho nên á, giam ba cái ống chích thì nhầm nhò gì. Nói gì thì nói, với Cherry nhìn thấy mấy cái đồ chơi này là Cherry mê lắm. Mình dí theo con bé cả buổi là mình cũng mệt theo luôn. Sẵn cho hai bé chơi ở đây, thứ nhất là để cho hai bé bình tĩnh lại, thứ hai là mình phải theo dõi tình trạng bé sau khi chích trong vòng 30 phút luôn. Sau khi kiểm tra cho hai bé xong, mình chỉ việc đặt Grabcar để đưa cả nhà về thôi. Phải nói là nhờ có Grabcar mà nhà mình di chuyển đi đâu cũng khỏe mà lại còn an toàn và yên tâm nữa. Xong việc rồi là chỉ việc lên xe là về đến nhà thôi. Nói chung á là quá đơn giản và tiện lợi luôn. Tới đây là hết clip rồi. Bye bye mọi người nha.